Nào các bạn nhìn này, hôm nay anh em sẽ sử dụng cái giá trị là phục chế, và dựa trên cái phục chế đấy để chúng ta làm ra những cái sản phẩm thiết kế như là poster, làm những banner mà nó ấn tượng hơn chút xíu. Thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với một cái hình như sau. Ví dụ chúng ta sẽ chọn đến một cái sản phẩm là thư viện này. Chúng ta chọn vào Adidas và chúng ta sẽ kéo xuống một chút xíu. Trong đây thì nó sẽ có những cái hình ảnh. Quay lại một chút xíu, chúng ta sẽ chọn ra ngoài. Nó kéo xuống. Thì các bạn nhìn này. Thì theo thông lệ bình thường, khi mà chúng ta muốn thiết kế một cái poster hay thiết kế một cái gì đó thì thường thường là chúng ta sẽ làm một cái thao tác có thể là giữa giả và thật, có nghĩa là giữa thật và giả nó sẽ tương phản, và tương phản để muốn làm được điều đấy thì các bạn nhìn như vậy. Như này, ví dụ trong quá trình khi mà các bạn chỉnh sửa một cái ảnh, các bạn có thể ấn vào Ctrl U và chúng ta sẽ chỉnh màu nó có thay đổi, nhìn thay đổi chưa. Thì sau khi chỉnh thay đổi xong thì chúng ta dùng cái lệnh là Alt Z rất là nhiều lần, và vô tình khi ấn vào Alt Z thì nó bị xảy ra một cái việc là nó sẽ hết bộ nhớ, có nghĩa là nó chỉ undo được khoảng 20 lần thôi, mà bạn undo nhiều quá thì nó sẽ không quay trở lại cái bước đầu tiên nữa, thì chúng ta sẽ bị sao, bị hỏng. Và lúc này người ta mới sử dụng thêm một chiêu thức là đó là phục chế từ từng phần, có nghĩa là đoạn nào hỏng thì tôi sẽ phục chế đoạn ấy trở về ảnh gốc rồi tôi chỉnh sửa tiếp, thì nó sẽ rất là đẹp. Thì lúc này người ta sẽ có một cái công cụ, đó là công cụ Y. Các bạn nhìn y chưa, y dài số 1 nó có tính năng là phục chế từng phần dựa trên lớp ảnh gốc. Phục chế từng phần dựa trên lớp ảnh gốc, cái này các bạn có thể quảng cáo cho giày, các bạn có thể quảng cáo cho một số sản phẩm nào đó mà các bạn thích, ví dụ, hoặc các bạn có thể biến nó thành nét hay gì đấy, nhìn nhá. Thì với công cụ Y nhà thì anh sẽ xoa, anh sẽ cho cái đầu bút nó to lên đâu, nhìn nhá, và opacity nó cao lên đâu. Thì xoa lên đâu thì nó sẽ trở về định dạng ảnh ban đầu đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Vậy thì khi mà chúng ta ví dụ chúng ta hỏng ở chỗ này thì chúng ta sẽ xoa qua chỗ này. Thì nó sẽ trở về cái ảnh gốc ban đầu cho các bạn nhìn chưa? Di qua lên đâu thì sẽ ảnh sẽ trở về cái ảnh gốc. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Và phần thứ hai là cái hệ thống mà công cụ Y này sẽ dùng với cái công cụ đó là Windows, và chọn vào History. History chính là cái lịch sử. History chính là lịch sử. Sử dụng với lịch sử. Mấy đang để xe đâu đấy? Để bên đường, để sang bên đường cho anh. Đừng để đoạn này, không tí là ô tô nó đi qua lại khó nhá. Nhìn này các bạn nhìn này. Vậy thì khi mà chúng ta chọn vào cái history thì nó sẽ có một cái phần khá là thú vị cho các bạn, đó là bạn chụp. Có nghĩa đây là cái biểu tượng chụp ảnh. Các bạn nhìn nhá, chụp ảnh. Chụp ảnh có nghĩa là nó sẽ chụp lại cái bước gần nhất mà mình đã thiết kế gần xong. Ví dụ chúng ta ấn F12 lại này. Anh Khánh sẽ chỉnh lại một chút xíu cho các bạn xem. Nào, ví dụ đây là ảnh gốc nhé. Chúng ta sẽ ấn vào Ctrl U là chúng ta sẽ chỉnh đến gần cái mức độ là cái ảnh này đã gần chính xác rồi và nó đẹp mà cái mong muốn của chúng ta rồi. Nhưng chúng ta sợ sai. Chúng ta sợ sai là tí nữa chỉnh tiếp nữa thì nó sẽ bị hỏng, thì chúng ta Alt Z lại không được, bởi vì vượt quá 20 lần Alt Z thì chắc chắn là sẽ không quay lại lần tiếp theo là 21 được. Nên chính vì vậy người ta mới chụp ảnh. Bạn nhìn sinh ra một cái chụp ảnh nhá. Nó sẽ chụp cái ảnh này, vậy thì khi mà bạn làm sai, ví dụ tôi quay nhảy, tôi không còn biết tôi làm sai, cứ các kiểu đi, từ tôi ấn một phát vài đấy lại trở về cái ảnh mà cái bước gần nhất của tôi, hiểu chưa? Thì đây là cái giá trị đem lại cho cái phần history của bạn. Và cái phần history này nó cũng làm cho các bạn một cái giá trị nữa, đó là nó sẽ cho cái giá trị của bạn là ảnh trước và sau. Đây là ảnh gốc, các bạn nhìn ảnh gốc chưa? Thì nó sẽ có biểu tượng cái bút, các bạn nhìn cái bút nhá. Và tôi sẽ chọn vào cái ảnh thứ hai này thì tôi chỉ cần dùng công cụ Y tôi quét qua thì nó sẽ nổ ảnh gốc ra. Bởi vì cái bút đang đặt ở vị trí đấy, có nghĩa là tôi sẽ lấy lại ảnh gốc như ban đầu là cái này. Các bạn hiểu cái này chưa đã?
Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi vào một cái ví dụ cụ thể như sau. Lúc này anh Khánh sẽ bỏ cái biểu tượng ảnh này đi và chỉ còn ảnh gốc thôi nhá. Nhìn này, lúc này anh Khánh đã chia sẻ cho các bạn hôm trước anh làm một cái biểu tượng như sau, đó là Ctrl Z thì các bạn sẽ thấy là anh sẽ có hai đối tượng, và cái đối tượng thứ hai thì anh sẽ dùng Ctrl Shift U nhé, trở thành đen trắng, đúng không? Sau khi trở thành đen trắng xong thì anh lại ấn vào Ctrl Z tiếp theo một lần nữa, thì lúc này cái đối tượng layer phía trên tôi sẽ ấn vào Ctrl Y ngắn thì nó sẽ đảo giữa trắng và đen và đen và trắng. Thì hôm trước anh có dạy cho các bạn về cái cách là biến ảnh trở thành nét, thì chúng ta chỉ cần chọn vào Color Dock thì lúc này nó sẽ trắng xóa, bởi vì cái Color Dock này vốn dĩ nó từ bận lên đây là chính là gì, làm sáng ảnh. Mà làm sáng ảnh thì các bạn nhớ một điều rằng nó sẽ làm sao, lọc toàn bộ hệ thống màu ghi. Nhìn không, nhìn này, nó sẽ làm sáng ảnh, thì cái này sáng thì có phải là những chỗ này sẽ biến mất hết không? Thì chúng ta chọn vào Color Dock thôi. Sau khi làm xong thì chúng ta chọn vào Filter và chúng ta chọn vào Azure và chúng ta chọn vào Minimum, thì các bạn sẽ thấy là nó trở thành một cái sản phẩm như sau, biến hình nét, nhìn biến hình nét chưa? Và sau khi được biến hình nét thì bạn sẽ ép toàn bộ tất cả cái này trở thành một bằng Ctrl Shift gì? Ctrl Shift E, nó trở thành một. Và lúc này chúng ta mới chơi một trò như sau, đó là tôi chụp màn hình lại thì tôi có được sản phẩm số 2. Nhìn sản phẩm số 2 chưa? Nhìn này. Và sau đó thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ chọn vào công cụ B. Lúc này chúng ta sẽ dùng cái công cụ chọn vào Y. Và cái Y này thì chúng ta sẽ chọn một cái đầu bút, đó là bút về nước. Tôi sẽ kéo xuống một chút xíu và tôi chọn một cái bút nước chẳng hạn, hoặc cái bút về cái màu nước chẳng hạn. Các bạn có thể chọn như vậy. Đây, ví dụ này. Các bạn nhìn này chưa? Và các bạn nhớ một điều rằng là khi cái Y này của tôi tích đến đâu thì bạn sẽ thấy là nhìn được hình lên đấy, nên là tôi sẽ chọn là 100%. Nhìn đúng không ạ? Và tôi tích cho bạn xem nhé, tích một phát vào đây. Thì các bạn sẽ thấy là tôi đã tạo ra một phiên bản thiết kế cực kỳ ấn tượng, đó là giữa thật và ảo. Nhìn nào, cái bên trong thật còn cái ngoài này. Vậy thì với phương thức này em có thể làm quảng cáo cho đồ ăn được không ạ? Đồ ăn rất được luôn, và cái chất này sẽ rất là hợp với chất của Nhật Bản. Nếu là cho đồ ăn, ví dụ chúng ta cửa sổ Ctrl O, chúng ta sẽ chọn đến một cái ổ E và chúng ta chọn vào thư bên này, và chúng ta chọn vào phần food, thì lúc này các bạn sẽ thấy là ở đây nó sẽ có một cái đồ ăn cho các bạn đây ạ. Ví dụ như anh Khánh chọn cái này, nhìn chưa? Sau khi làm xong này thì giống như anh Khánh đã làm cái thao tác, đó là Ctrl Z là tạo ra một lớp nhé. Và sau đó thì chúng ta ấn vào Ctrl Shift U là trở về đen trắng nhé. Sau đó nhân bản tiếp theo một lần nữa thì các bạn sẽ thấy là có hai lớp, mở Ctrl U đen trắng. Thì cái riêng cái lớp số 2 thì bạn phải ấn Ctrl Y là đảo giữa trắng và đen là đen trắng, thì bạn sẽ hệ thống sổ xuống và chọn vào Color Dock. Thì lúc này nó sẽ xóa một toàn bộ nét của bạn đi. Thì chiêu thức chúng ta chỉ chọn vào Filter, chọn vào Azure và chọn vào Minimum. Thì các bạn sẽ thấy rằng ở đây nó sẽ biến thành gì? Nhìn chưa? Ok. Biến đối tượng này trở thành nét. Và sau khi trở thành nét thì các bạn nhớ một điều rằng là có nhiều bạn đến lúc này mà chữ S layer nhá, thì cái việc mà bạn chọn ấy nó sẽ không ra được. Nên chúng ta ấn vào Ctrl Shift E để ép nó toàn bộ thành một. Ctrl Shift. Và trở thành một rồi thì chúng ta mới thực hiện cái chiêu thức là chụp lại màn hình. Nhìn chụp màn hình chưa? Thì chụp màn hình thì bắt đầu chúng ta mới dùng cái thao tác là dùng công cụ Y với cái đầu bút, đó là bút nước. Các bạn có thể dùng bút gì cũng được, nhưng mà bút nước anh thấy là hợp lý thì anh tích vào đây một cái thì cái hình nó sẽ ra chính phủ. Nhìn không? Và cái hình này bạn có thể tích nhiều lần. Có thể xuống đây thì bạn sẽ opacity có thể 50%, tích vào đây này, nhìn nhé. Đấy thì sẽ mờ 50%, nhìn không ạ? Đấy thì đây là một trong những phương pháp mà người ta có thể tạo ra những bản thiết kế. Ví dụ bên này các bạn có thể đặt màu một cách rất là đẹp. Nhìn không? Cách thiết kế người ta có thể thiết kế một cái banner, một cái poster nhưng nó ấn tượng theo cách này. Thì đây cũng là một cách quảng cáo về giày. Nhìn đúng không ạ? Ok. Bây giờ tôi sẽ áp dụng cho bạn ba cách một lúc. Có nghĩa là gì? Chúng ta ấn F12. Tôi sẽ làm lại một thao tác nữa nhé cho bạn dễ nhớ này. Nhìn này. Chúng ta sẽ ấn vào Ctrl Z. Ctrl Shift U là biến này trở thành đen trắng. Ctrl Z thêm lần nữa để thêm một cái nước. Nhìn không? Thì lúc này chúng ta ấn vào Ctrl Y ngắn. Thì Ctrl Y ngắn thì bạn dùng cái Color Dock này này. Bạn hãy chụp cho tôi một giá trị như sau, đó là Filter, chọn vào
Azure và chọn vào Minimum thì cái này nó trở thành nét đúng không ạ? Sau khi trở thành nét xong thì chúng ta ấn vào Ctrl Shift E là để biến toàn bộ banner trở thành một. Thì bắt đầu tôi sẽ chụp cái giá trị đầu tiên Window, tôi chọn vào History. Các bạn nhìn đấy, tôi sẽ chọn vào Window và tôi chọn vào History. Tôi sẽ chụp cái phiên bản đầu tiên. Nhé, các bạn nhìn tôi chụp cái phiên bản đấy. Đấy. Thế cái hình này tôi tạm thời xóa đi. Nhìn nhá, chỉ có này thôi đúng không? Nhìn chưa? Thì sau khi mà đã có được cái nơi đầu tiên rồi thì các bạn lại chơi một trò tiếp theo nữa là bạn lại ấn vào Ctrl Z tiếp theo nhân bản ra cái thành 2. Thì bên ngoài chúng ta ấn vào Ctrl Y ngắn. Các bạn nhìn cái Ctrl Y ngắn thì nó sẽ trở thành gì? Nhìn chưa? Từ đen thành trắng, trắng đen mà, nên là chúng ta mới có được cái điều này. Và khi đã biến thành trắng rồi thì người ta mới được quyền sử dụng vào filter, chọn vào style và chọn vào win. Bởi vì cái win này nó sẽ tạo ra cho các bạn độ xước. Nhớ, Ctrl F thêm nhiều lần. Sau khi làm xong, tất nhiên có nhiều người thì người ta chọn ra cái phương pháp là nó gì, Ctrl F thêm một lần nữa cho nó dài nữa. Thì trong cái phần filter nó sẽ có phần noise rồi cho phần away. Nhìn không? Là tạo ra biểu tượng về sóng nước thì các bạn có thể chọn nó bảng bảng. Nhìn chỗ này chưa? Thì sóng nước là tùy thuộc cái giá trị của các bạn, vừa phải hay là gì đó thì bạn sẽ kéo xuống tí cho tôi hay nhiều đi. Nhìn này các bạn. Ok, tôi sẽ cho nó vừa phải tấn ok nhỉ. Các bạn nhìn này chưa? Cái trò này đã có một thằng nó làm ở trên mạng rồi, nhưng nó là tông màu xanh và màu đỏ màu vàng cơ. Còn nếu mà không thì bạn sẽ nhìn này, Ctrl F thêm nhiều lần. Chúng ta chọn vào Effect, chúng ta chọn vào Noise và chúng ta chọn vào Style, chúng ta chọn vào Win tiếp lần nữa để cho nó dài hơn. Ctrl F. Nhìn nhá. Sau đó bạn mới chọn vào Filter, chọn vào Noise, Distort và chúng ta chọn vào Way. Nhìn nhá. Thì ấn vào đây thì các bạn sẽ thấy là cái đường này chuyển động. Sau khi chuyển động xong thì bạn có thể ấn vào tiếp tục một giá trị nữa, Ctrl Y ngắn. Ctrl Y ngắn này sẽ tạo ra cái này. Các bạn nhìn này, nó sẽ tạo cái này chưa? Có nghĩa là mình tại vì cái này chỉ áp dụng cho thằng trắng thôi, nên anh mới đảo ngược để anh tạo ra win thì nó chạy theo chiều gió. Và sau đó thì tôi ấn vào Ctrl Shift N là F hai thằng này một và bắt đầu tôi lại chọn vào Window và tôi chọn vào gì? History. Và History tôi lại chụp thêm lần nữa. Nhìn nhá. Nhưng nhớ một điều rằng để chụp được thì bạn phải trở thành một layer nhá. Có nhiều bạn là chụp hai layer nó không làm ra được đâu. Thì lúc này tôi mới nói về cái history một tí, là ví dụ ở trong trường hợp này tôi sẽ đặt một cái giá trị như sau, đó là khi em đặt cái bút này nó nằm ở đây. Nhìn bút nằm ở đây chưa? Thì có nghĩa là nhận cái đối tượng mà cái đen trắng đấy, cái nét đen trắng đấy của chúng ta là cái thằng người như này là gốc. Bạn hiểu cái ạ? Thì làm sao? Thì khi mà chúng ta vẽ bằng công cụ Y, bạn nhìn công cụ Y chưa? Bạn tích vào đây cho tôi một cái. Nhìn không? Hoặc nếu mà không Y dùng cái này thì bạn sẽ dùng cái bút bình thường như này, bạn sẽ ra cho tôi một cái đầu bút nó đơn giản thôi. Ok, chúng ta sẽ chuột phải đẩy lên tí, chọn nét M. Nhìn không? Và tôi sẽ ra đâu. Các bạn nhìn này chưa? Ok. Và tất nhiên là cái độ này thì tôi sẽ giảm xuống một tí để cho nó làm sao nó vuốt này. Nhìn chưa? Ok, tôi sẽ kéo cái này. À, và cái này thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ đẩy đi. Đó, các bạn sẽ thấy là tôi sẽ đi được nét của đối tượng. Ok, chúng ta sẽ chép một số cái sản phẩm như này. Và sau khi mà chép xong cái này, được cái giá trị này rồi thì các bạn sẽ thấy rằng tôi có thể đặt cái lệnh của chúng tôi là history ở đây, thì tôi sẽ làm sao? Tôi sẽ đặt cái đầu bút nó nằm ở đây. Nhìn nhận. Thì lúc này chúng ta sẽ bắt đầu lại có màu. Chỗ này chúng ta bắt đầu có màu. Ở chỗ này chúng ta bắt đầu có màu. Có nghĩa là nó sẽ đưa lại cái vị trí mà chúng ta là ảnh gốc. Còn nếu mà các bạn sẽ làm cái này ở dưới dạng làm sao? Này các bạn nhìn chưa? Thì với cái hình thức này các bạn sẽ thấy rằng đây là một trong những cái cách người ta có thể biến đổi một đối tượng và dùng cái history đấy tạo ra một cái poster cho đối tượng được một cách dễ dàng theo hình thức mà chúng ta chụp. Và các bạn phải nhớ một điều rằng cái bút nó nằm ở đâu thì nó sẽ trở thành đối tượng đấy. Còn nếu bút nằm ở đây
mà bạn chỉ cần chọn cái này thôi, thì bạn sẽ nhìn này, chúng ta sẽ vẽ này đây, như vẽ này, vẽ ít thôi, nhìn chưa, có thấy tốc độ chưa? Ok, tóc này, nhìn này, tôi sẽ vẽ này, chỗ này tôi sẽ đẩy đậm hơn cho bạn xem, tôi chỉ lấy phần đậm thôi nhá, nhìn chưa? Ok, xong con này chưa? Rồi, phần này được không ạ? Phần mông. Có cho màu được chứ em? Em biết blend màu mà. Như này đúng không? Nhìn chưa? Ok, chọn ở đây. Rồi, đó thì đây, chúng ta sẽ đẩy ít thôi, nhìn không? Sau khi đã làm xong tổng quan toàn bộ cái đối tượng này thì bắt đầu tôi mới chỉnh màu cho cái này được chứ. Bởi vì sao? Chúng ta chọn vào image, chọn adjustment và chúng ta chọn vào Canon. Mà trong Canon nó có Canon Dry. Đúng không? Và cái Canon Dry thì em sẽ được quyền là đẩy màu gì mà em sở thích. Nhưng các bạn nhớ một điều rằng nếu bạn cắt cái hình này ra thì sao? Thì nó sẽ đẹp hơn là mình làm trực tiếp trên cái ảnh, đúng không? Nhìn nhá, đây là cắt hình, nhìn này. Và sau khi em đã làm xong lúc này thì tôi muốn rằng cái hình của tôi nó nằm ở Windows và nó nằm ở phần gì ạ? Nó nằm ở History. Và trong phần History thì tôi sẽ thấy là cái bút của tôi muốn rằng nó nằm ở vị trí trên, nhìn không? Để khi tôi vẽ ra cái mặt của cô gái nó sẽ làm sao? Nó có một chút xíu màu. Ở chỗ này nó sẽ có một chút xíu về, tôi quảng cáo cho giày, tôi sẽ kéo giày cho nó đẹp. Nhưng cái này các bạn nhìn này, nếu làm xong bạn phải dùng pen, bạn cắt lại cho tôi cái hình này được không ạ? Thì nó mới không bị làm nhàm chỗ này chứ, nhìn không ạ? Bởi vì nó lấy ảnh thật mà. Vậy ok, tôi sẽ lấy được cái phiên bản như này, tôi sẽ lấy một chút xíu này. Ok, chỗ này tôi sẽ làm sao, tôi sẽ tiếp tục chọn ở đây. Thì các bạn nhìn này, quảng cáo giày tôi sẽ làm cho giày nó sắc nét lên chẳng hạn. Đấy, thì cái này này, cái này bạn vuốt càng xa thì càng kinh, đúng không ạ? Mà nó sẽ uốn lượn được như này mà. Đấy, thế đơn giản chưa? Nhìn chưa? Đấy thì đây cũng chỉ là một cái cách mà để người ta thực hiện cái chiêu thức là dùng làm sao cho nó đẹp này. Hiểu cái này chưa đã? Rồi, tiếp theo tôi sẽ dạy cho bạn tiếp theo một công cụ nữa, đó là công cụ y theo dạng, đó là màu nước. Các bạn ghi đi, y thứ hai dạng màu nước. Nào, lúc này thì chúng ta sẽ chọn vào F12 để quay trở lại hình gốc ban đầu. Và chúng ta thực hiện cái chiêu thức là chọn vào Windows và chọn vào History. Để tôi xóa toàn bộ hệ thống này đi. Yes, chọn vào cái này. Yes. Ở cái này nó có một cái hay này như này. Nếu em ở trạng thái là số 2 là cái led, thì ông này nếu là bút này này, em nhìn thấy chưa? Thì tôi được quyền dùng một chiêu thức, đó là công cụ y thứ hai. Y thứ hai này hit add history. Có nghĩa là nó sẽ vẽ một cái chân dung dưới dạng nước được. Ví dụ Canon trước đó. Chúng ta chọn vào ổ E và chúng ta chọn vào line. Và lúc này thì chúng ta sẽ chọn đến một cái sản phẩm. Đây. Các bạn nhìn này chưa? Thì cái hình đầu tiên tôi sẽ cho to đây ạ. Thì ở đây nó sẽ áp dụng cho một số bạn làm thời trang này, cái đằng sau nền nó sẽ rất ảo diệu. Nhìn này. Nhìn nhá, nó sẽ nhuyễn màu này. Ok, nó giống như chúng ta bôi một nước ấy, chúng ta sẽ bôi ở đây. Nhìn chưa? Bôi đâu thì nó sẽ làm sao? À, nó sẽ đẹp nhỉ. Nó sẽ tạo ra những cái vùng màu nhòe hình nhỉ, được chưa? Nhưng thằng này có một cái rất hay là ở chỗ là sau khi em làm xong, em lại thêm một cái đầu bút nó nhỏ dần thì bắt đầu nó sẽ lên lấy được độ chi tiết. Nha, nó sẽ đi nhỉ. Nhìn chưa? Tiếp theo, chúng ta nhỏ hơn nữa. Có nghĩa là càng ngày thì em sẽ cho nó cái đầu bút nó sẽ càng nhỏ dần vào đấy. Chưa? Em mới đi, có nghĩa là đi từ ngoài là mảng to, sau đi vào dần dần là mảng nhỏ dần. À, ok, nhìn chưa? Em thấy là nó sẽ có những cái mảng màu đơn giản như này. Và chúng ta sẽ cho nhỏ nữa. Ở bên ngoài chúng ta sẽ thấy là bắt đầu. Nhìn thấy chưa? À, em thấy là nó có những cái khối mảng giống như chúng ta vẽ màu nước ạ. Đấy, một số cái dạng vẽ một nước này. Và tất nhiên để muốn kết hợp được cái chiêu thức này thì người ta cũng có thể sử dụng trên y số 2, y trước. Ví dụ trong y này có hai loại thì y này đúng không ạ? Thì em chỉ cần này, nhìn em chọn opacity 40 em đập vào đây.
nhìn chưa. Đấy, ok, sẽ chọn hành chính này. Ok. Đấy, thì người ta có thể kết hợp hai trong một được. Còn nếu không, ăn cam xét lại. Nhìn chưa? Chúng ta sẽ cho vào cái y số 2, nhưng y số 2 lúc này chúng ta sẽ thu nhỏ đầu bút lần nữa. Có nghĩa là càng nhỏ bao nhiêu thì cái độ chi tiết của cái bút nó sẽ càng kỹ. Thì em sẽ nhìn thấy vẫn là ra nhưng mà nó sẽ đi nhòe theo từng phần đúng không ạ? Nhìn này, chúng ta sẽ kéo xuống phần vai, kéo xuống lên một chút xíu. Bắt đầu chúng ta sẽ làm sao? À, chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn vào đây. Chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn vào đây. Đấy. Bạn nhìn nhé. Thì trên đây nó có rất nhiều loại đầu bút khác nhau. Ví dụ bạn chọn vào cái giá trị số 2 này thì cái đầu bút lại khác nhá. Nhìn này, chuột này. Các bạn nhìn này, tôi đẩy to cho bạn xem. Thì cái đầu bút này lại theo kiểu hay làm theo kiểu này, tạo những cái vết nhỏ nhỏ. Chuột phải chúng ta sẽ cho nó đầu bút nữa. Đây. Vẽ theo dây này. Cũng là một cái cách nhưng mà lại khác so với cái cách vừa rồi. Nó là độ nhòe nhòe nhòe. Ông này nhòe theo độ dây. Nhìn nhận giống như em biết là tranh Van Gogh ạ. Thì trong một số cái thiết kế thì người ta có thể tạo những cái bông hoa, bông huyết các thứ thì các bạn có thể chọn như này cho anh cũng được. Hay vẽ mặt người như thế này. Ok. Em thấy nó chia mảng chưa? Và nó đi theo kiểu giống như tranh của Van Gogh. Thì một số cái loại hoa các bạn có thể áp dụng như này để làm cho thiết kế lịch. Hoặc là thiết kế về tranh của dân tộc các bạn nhỉ. Đấy, thì đây là một cách. Và các bạn có cho nhỏ nữa thì làm sao? Ví dụ tôi xuống số 2 thì lúc này cái chi tiết này nó sẽ đi vào phần nhìn phần mắt chưa, và phóng to này. Lúc này em sẽ thấy là tôi sẽ làm được cái mảng miếng của cái mặt cô gái này sẽ rất là kỹ, nhìn chưa. Kéo xuống đây phần vai, trong đấy nó có rất nhiều hiệu ứng về cái đường nét mà hòa trộn này để tạo ra chất áp, chất vẽ này. Em nhìn chưa. Đấy, cái này thì môi trường của Việt Nam thì cũng tùy người thích thôi, còn ở bên nước ngoài thì người ta sẽ chuộng hơn. Tôi nói trước. Nhìn này, tay này, chúng ta sẽ đẩy này. Đấy, cối tay. Và rõ ràng em có thấy là đây là chúng ta đi rất là mảng nhiều không ạ? Thì có những người học trong trường thì người ta sử dụng cái này để tự in một cái ảnh, sau đó chỉ được đưa tô lại theo cái mảng màu là xong. Đúng không ạ? Thì bây giờ quay lại trở sang với cái hình này đúng không ạ? Chúng ta sẽ dùng cái thao tác như vừa rồi, tôi đẩy lên mạnh này, các bạn nhìn này, tôi sẽ đẩy ở đây. Nhìn không ạ? Nhưng lúc này các bạn hãy dùng cho tôi một thao tác như sau, đó là tôi sẽ giảm cái opacity đi. Và dùng công cụ đó là e-history. Nhìn này. Đấy chưa? Sau đó chúng ta sẽ tăng cái độ nhỏ này xuống tí xíu. Nhìn này. Chúng ta có thể kết hợp giữa giá trị đó là giữa nét và mảng. Nó cũng rất là hay. Nhìn không ạ? Để áp dụng giữa nét mà, và chúng ta có thể cho to ra một tí xíu ở đằng xa. Và càng to bao nhiêu thì nó sẽ càng nhuyễn vào màu bấy nhiêu thôi. Đấy, thì đấy là những cái cách thức mà người ta có thể phục chế từ một cái nét. Các bạn nhớ nhé, phục chế từ nét đây. Thì cái này nó cũng chỉ là cái cách mà vẽ theo dạng màu nước thôi cho các bạn. Các bạn nhớ này chưa? Okay. À, nhớ là phải cắt cái hình ra nhé thì nó sẽ đẹp hơn. Ok, bây giờ thì tôi sẽ chỉ cho bạn tiếp theo một cái giá trị nữa, đó là cách tóc. Các bạn đi tách tóc như sau. Để muốn tách tóc cho một đối tượng thì người ta sẽ có những cái phương pháp như sau. Tôi sẽ chọn vào Ctrl O và tôi chọn vào computer và tôi chọn vào ổ D. Lúc này thì tôi sẽ có một cái hình, chọn vào desktop. Thì lúc này thì tôi có một cái hình có sẵn, đó là một cái cô gái là tóc trên nền trắng cho các bạn trước. Nhìn này chưa. Để muốn tách tóc cho một đối tượng như này thì người ta sẽ sử dụng cái kênh, đó là kênh challenge. Các bạn nhìn kênh challenge chưa, là các bạn ghi đi tách tóc bằng challenge. Nguyên tắc là tách tóc đen trên nền trắng.
Thì với cái thao tác này thì các bạn để ý cho tôi mấy cái điểm như sau. Thứ nhất là cái red, những cái màu kênh màu ấy, green và blue, thì các bạn sẽ thấy là cái màu nào mà nó đậm nhất nhá. Bạn nhìn này, màu nào đậm nhất thì bạn sẽ chọn nó. Thì tôi sẽ chọn vào blue. Blue là màu đậm nhất của chính cái kênh này. Và sau khi mà chọn kênh này xong thì bạn cứ cầm cái kênh blue đó và kéo xuống biểu tượng đó nhân bản. Các bạn nhìn chỗ nhân bản chưa? Thì khi mà kéo đây rồi thì bạn buông ra thì nó sẽ sinh ra một kênh blue copy, và bạn sẽ thực hiện trên cái kênh blue copy này. Bởi vì mục tiêu của cái việc mà tách tóc là chính xác là chúng ta tạo ra cái mặt nạ đen và trắng được áp dụng trên cái hình ảnh đó thôi. Thì lúc này tôi ấn vào Ctrl, Ctrl gì ạ? Ctrl M. Các bạn nhìn nhá. Đây. Lúc này thì chúng ta sẽ chọn vào image, chọn vào adjustment và chúng ta chọn Ctrl M. Thì cái Ctrl M này thì các bạn sẽ thấy là tôi sẽ kéo xuống một chút xíu thì các bạn sẽ thấy em nó đậm. Nhìn này, đậm chưa? Ok. Và sau khi kéo đậm xuống thì bạn có thấy mặt tối thui không ạ? Sau khi đã có mặt tối thui xong thì người ta có hai giải pháp là toàn bộ cái hệ thống bên trong này tôi phải đen xì. Thì đen xì bằng cách làm sao? Chúng ta dùng lasso. Các bạn có thể dùng lasso bạn khoanh qua những cái này. Nếu mà kỹ thì chúng ta sẽ qua này, khoanh cho nhanh thôi. Và sau khi khoanh qua xong thì chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta sẽ đổ một cái màu. Chúng ta sẽ đổ một cái màu y. Chúng ta chỉ vào đây và đổ một cái màu, đó là màu đen. Thì các bạn sẽ thấy là toàn bộ cái này nó sẽ đen xì. Còn những chỗ này mà chúng ta thấy mà nó chưa được ổn lắm thì chúng ta có thể dùng cái con bút B và chúng ta tự tô vào. Các bạn nhớ nha, dùng bút B và màu đen và chúng ta tô vào thôi. Tô nó đen xì cho tôi cái. Tô đen xì, tô thật kỹ. Tô càng kỹ bao nhiêu thì càng tốt bao nhiêu. Chỗ này cũng đen xì. Nhìn không? Thì lúc này các bạn có thấy là ở đây nó sẽ tạo ra một lớp đen và trắng không ạ? Nhìn đen và trắng chưa? Thì cái đen trắng này thì chúng ta sẽ cần nọc thêm một giá trị nữa là Ctrl L. Các bạn nhìn Ctrl L chưa? Bạn chỉ cần đẩy cái này lên sáng một chút xíu thì bạn sẽ thấy là bên ngoài sẽ sáng quắc. Nhưng khi đẩy quá thì nó sẽ mất những cái sợi chi tiết của các bạn. Nhìn sẽ mất sợi chi tiết chưa? Nên chính vì vậy tôi sẽ để nguyên giá trị này và tôi sẽ dùng thao tác như sau, đó là các bạn nhìn này, giữ Ctrl. Bạn nhớ nhá, sau khi làm xong bạn giữ Ctrl cho tôi. Làm xong và làm ra mặt nạ đen và trắng. Chúng ta giữ Ctrl, chúng ta tích thẳng vào cái layer thumbnail của chính cái kênh channel đó, kênh blue copy này, giữ Ctrl tích ở đây. Thì bạn sẽ thấy là tôi tạo ra một cái vùng chọn bên ngoài, nhìn tạo vùng chọn chưa? Thì sau khi mà tạo vùng chọn xong thì bạn thoát ra ngoài bằng cách ấn về ảnh gốc ban đầu thì nó có phải tạo ra cái này không ạ? Theo thông lệ bình thường bạn chỉ cần làm một thao tác như sau, rồi bạn ấn vào đây cho tôi một cái thì bỗng nhiên phần bên trong bị biến mất. Bởi vì mặt nạ đã chọn. Nhưng lúc này chúng ta giữ phím an, chúng ta tích vào mặt nạ thì câu chuyện nó sẽ là ngược lại. Có nghĩa là bên ngoài biến mất và giữ tại bên trong. Thì các bạn sẽ thấy rằng cô gái được tách khỏi cái nền một cách rất là đơn giản, là giữ lại các sợi tóc cho các bạn. Nhìn không? Nhưng làm đến đây thì các bạn phải để ý một tí là chúng ta phải sử dụng được những cái bài đầu tiên mà chúng ta làm. Chúng ta sẽ chọn một cái ổ computer, chúng ta chọn vào ổ e, chúng ta chọn vào thư viện ảnh. Và chúng ta chọn vào thiên nhiên. Ở trong phần thiên nhiên thì các bạn sẽ thấy rằng là tôi sẽ kéo xuống một chút xíu và tôi chọn một cái nền. Các bạn có thể chọn một cái nền nào đó trong nó trong xanh hay gì đó tùy các bạn. Tôi sẽ kéo xuống đây, đúng rồi. Nhìn này. Sau khi đã có nền xong thì tôi sẽ kéo đối tượng sang bằng cách là tôi ấn vào V. Và tôi cầm đối tượng đó, tôi sẽ làm sao tôi đẩy sang bên đối tượng mà cần thiết. Tôi sẽ đặt vào đây. Và các bạn sẽ thấy rằng tôi đã kéo được cái hình ảnh sang và tôi ấn vào Ctrl T thu nhỏ lại một tí để cho các bạn dễ nhìn hơn. Nhìn này chưa? Đến đây người ta có sẽ có hai giải pháp. Giải pháp thứ nhất là các bạn sẽ thấy rằng với những cái nền trắng chỗ này chưa? Thì các bạn sẽ thấy là cái sợi tóc nó sẽ không vấn đề gì cả. Đúng không? Nhưng với những cái chỗ mà nó đậm hơn thì cái sợi tóc chúng ta sẽ bị nổ ra, bởi vì là chúng ta cắt không hết với những giá trị màu trắng trên đó, nên là khi đợt trên đậm nó sẽ bị xuất hiện là cái giá trị bị màng màng giống trắng này. Thì người ta phải dùng hai thao tác như sau. Thao tác thứ nhất là chúng ta xử lý bằng cách là chúng ta ấn vào Ctrl Z. Bạn nhìn Ctrl Z chưa? Có hai lớp. Thì tôi tạm thời tôi tắt bỏ cái mắt ở dưới đi và tôi sẽ tăng cái giá trị này lên nhé. Các bạn nhìn tôi dùng Multi. Thì các bạn có thấy là Multi là giá trị là nọc gì ạ? Và khi ấn vào nọc sáng thì các bạn sẽ thấy là tôi nhìn thấy sợi tóc. Đúng chưa?
Nhìn này chưa? Và cái này là ở trên nhé các bạn nhớ nhé. Nhìn ở trên nhé. Còn cái này khi tôi bật bật cái này lên thì có phải nó lại trở về ảnh cũ không? Và cái ảnh này tôi sẽ cho lên trên tất cả để nằm ở phía trên. Nhìn này, nằm ở phía trên vậy tôi sẽ cho tắt bỏ cái lớp Manti ở dưới đi. Nhìn nhé, tôi tắt bỏ Manti ở dưới này, nhìn này, Manti này ở dưới, nhìn chưa? Tôi tắt bỏ ấy nhá, nhìn này. Được chưa? Vậy tôi bật cái này lên. Tôi sẽ dùng một cái công cụ như sau, đó là tôi chui vào mặt nạ. Thì mặt nạ để muốn xuất hiện cái đối tượng này thì là màu trắng, còn mất hình thì sẽ là màu gì? Màu đen đúng không ạ? Thì cái giá trị ở trên là cái hình ảnh của tôi nên tôi dùng bút B. Cái bút B này thì là màu đen thì tôi sẽ vuốt qua đến đâu các bạn nhìn tôi vuốt qua này. Nhìn chưa? Thì các bạn có thấy là nó bị mất không? Nó bị mất những cái chỗ đấy không ạ? Mất cái sợi đấy không ạ? Tôi sẽ phóng to cho bạn dễ nhìn hơn. Là tiếp theo, tôi sẽ tiếp tục tôi xóa nốt cái những cái sợi này đi. Tại sao phải xóa những sợi này? Bởi vì khi mà chúng ta bật cái này lên này thì nó sẽ có cái nét tóc ở dưới. Bởi vì tôi xóa thằng ảnh trên mà. Thì có phải nộ lên mặt dưới thì có phải là nó êm vào nền và nó bọc hết màu trắng không? Thì lúc này tôi sẽ xóa như này. Đấy. Các bạn nhìn chưa? Hiểu cách làm chưa? Ok, chúng ta chỉ làm cái giải pháp đầu tiên như này. Đấy, sợi tóc chúng ta sẽ vẫn nhìn được bình thường. Và cũng tương tự như vậy các bạn nhìn chưa? Tôi sẽ lấy được từng sợi cho này. Đây là cái cách mà chúng ta có thể làm được. Ok, chọn này được chưa? Đấy, đấy, đấy. Đấy, bạn cứ chọn cho chỗ nào đó giữ phím cách chúng ta đẩy vào đây một tí ạ. Để chúng ta xóa xóa này. Hiểu cách này chưa ạ? Rồi, ok. Rồi. Thế các bạn hiểu cái này chưa đã? Rồi nhá. Vậy thì đây là chính là cái cách mà người ta gọi là tách tóc và có thể giữ lại những cái sợi tóc được. Theo cái cách thức mà của anh. Nhìn chưa? Từng sợi một luôn. Bạn đi đâu thì bạn cứ nhìn đi, từng sợi con này chúng ta vẫn giữ được bởi vì chúng ta đang dùng qua hệ thống là mặt nạ dưới thì dùng Manti, còn mặt nạ trên thì dùng xóa đi. Hiểu không ạ? Ok, bây giờ chúng ta sẽ xử lý tiếp theo một dạng số 2. Tôi sẽ bỏ cái Manti đi. Nhá, coi như phần bên này được rồi nhá, được chưa? Tôi sẽ xử lý bên này này. Nào. Để muốn xử lý cái hệ thống này, người ta cũng có một cái cách nữa cho các bạn, đó là bạn lập ra một nơi mới. Bạn nhìn lập lên layer mới chưa? Và bạn sẽ cho cái layer này là layer không có gì chui vào cái mặt nạ của cái ảnh đó. Chui vào bằng Alt-Can G. Nhìn chui vào Alt-Can G chưa? Và sau khi chui vào Alt-Can G thì bạn sẽ dùng cái chiêu thức là bạn dùng Manti giúp tôi. Manti là dùng cái lớp trên là Manti. Và bạn dùng phím bút Y. Y ngắn là chỉ đúng vào vị trí màu của cái tóc đó. Nào, chúng ta chỉ vào cái tóc này, nhìn chưa? Và sau khi tóc xong thì tôi dùng bút B và tôi tô trực tiếp trên cái nơ mà tôi vừa cho chui vào. B, các bạn tôi. Các bạn nhìn thấy cái sợi tóc của tôi chưa? À, vậy thì thực chất là nó không phải là tóc thật đâu, nhưng mà nó chỉ là cái màu trùng cái tóc thôi. Nên người ta cũng không bao giờ phân biệt được. Bạn yên tâm đi, tôi đến đâu bạn thậm chí này, nhìn này, những cái sợi này, chỗ này không thấy đúng không? Tôi vuốt toàn phát lại có luôn. Thấy chưa? Lấy từng sợi chưa? Còn kỹ là khác đúng không ạ? Đó, bạn nhìn nè. Đấy, tôi lấy rất là nhiều sợi cho bạn xem. Đấy thì ví dụ bạn muốn là cái này nó không được cháy quá ok thì các bạn hãy giảm cái phim này giúp tôi một tí à, hiểu cách làm chưa? Ok, và chúng ta tô như này thì một lúc sau thì chúng ta sẽ có gì, các bạn có thấy là tôi có tóc chưa? Hiểu cách này chưa? Và nó có bị trắng không ạ? Nó có bị trắng không ạ? Không, bởi vì làm sao cái lớp màu trắng đã bị phủ trên một cái lớp màu ở vị trí đấy rồi, nhưng màu đấy là phải trùng với cái màu của tóc ở vị trí. Thì chỗ này đôi lúc cái màu mà các bạn thấy là tóc của chúng ta thì có phải lúc nào cũng đen đâu, chỗ này nâu, chỗ này đen, chỗ này nâu, chỗ này đen, thì chúng ta phải chọn đúng chỗ màu đấy thì chúng ta sẽ làm rất là đẹp. Các bạn hiểu cái cách này chưa? Ok, bây giờ tôi sẽ chuyển sang cái loại thứ hai, đó là gì ạ? Cắt tóc trắng thì tôi sẽ chọn một cái giải pháp, đó là một con mèo. Các bạn ghi đi, cách cắt lông mèo. Đây là tóc đen đặt trên nền trắng, còn bây giờ chúng ta sẽ cắt tóc trắng đặt trên nền đen, được không? Nào, sau khi làm xong thì tôi sẽ chọn một cái giải pháp như sau. Tôi cho chọn vào một con mèo. Hiểu cái này rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ tiếp tục. Cắt cho nó. Chúng ta sẽ chọn vào thư viện ảnh. À, chúng ta sẽ chọn một cái giải pháp, đó là một cái Photoshop. Và chúng ta sẽ kéo xuống là phần sửa ảnh.
trong phần giờ ảnh thì tôi sẽ có một cái cắt ghép. Trong cắt ghép thì tôi sẽ có phần con mèo. Các bạn nhìn con mèo chưa? Theo thông lệ bình thường, để muốn cắt được cái con mèo này thì người ta sẽ sử dụng một chiêu thức như sau. Đó là bạn chọn vào biểu tượng, đó là channel. Thì trong phần channel đúng vậy, nó không phải nằm ở blue là cái màu sáng nhất của đối tượng, nhìn nhá, mà nó nằm ở red. Thì tôi sẽ cầm cái màu red này, tôi sẽ kéo xuống giá trị sản phẩm mà tạo ra một layer mới, thì red copy, như red copy vậy. Thì lúc đó chúng ta sẽ thực hiện chiêu thức như sau. Các bạn nhìn này, ở đây người ta có rất nhiều cách. Ví dụ bạn dùng bút B, và cái bút B này tôi muốn rằng là dập bỏ cái màu này đi, thì tôi phải chọn cái màu gì ạ? Làm tối ảnh. Làm tối ảnh thì các bạn có thể là chọn vào cái giá trị làm multi được không ạ? Nhớ nhá, cái này rất quan trọng nhá. Bởi vì sau này bạn muốn đọc top top thì bạn phải học thuộc cái giá trị này đi thôi. Thì bạn thử tích vào đây xem nó tối không ạ? Và nó có ảnh hưởng đến màu trắng không ạ? Ảnh hưởng rất ít đúng không ạ? Ok, tôi sẽ kéo này. Nhìn chưa? Những cái ông ghi ghi này tôi khuồm lúc xong hết, nhưng lại không đấn được vào màu trắng. Còn nếu mà em chọn vào giá trị đó là màu trắng, nhìn chưa, nhưng bạn lại dùng với giá trị overlay, cái overlay không ạ, thì khi bạn tích vào đây, bạn nhìn thấy chỗ này sáng quắc nhá, bạn nhìn lên nộ cái đồng này ra không ạ, nhìn chưa. Ok, vậy tôi sẽ là một lượt, tất nhiên con mèo tôi sẽ là như này được ạ. Ok, đánh đồng chỗ này được chưa, rồi chỗ này xong nhá, nhìn chưa. Ok, tôi sẽ lấy được cái phần chân tiếp theo của ông này, như này nhá. Tôi sẽ đổi ngược cái x, tôi sẽ làm sao, tôi chọn là multi, làm tối. Tôi sẽ đấy thì bị nấn vào trong này, các bạn nhìn thấy chưa, nhá. Rồi cái phần đấy để sau, chúng ta sẽ tiếp tục. Tôi sẽ chọn vào overlay x, bạn sẽ kéo đây một chút xíu, đẩy xuống một chút xíu, lấy được cái tai, lấy được cái tai, nhìn chưa. Tiếp theo lấy được cái lồng. Rồi, tiếp vào này. Lúc này sau khi làm là xong thì các bạn dùng Ctrl L, bạn sẽ kéo này xuống tí cho tôi, thì toàn bộ tất cả những hệ thống bên ngoài sẽ bị làm sao? Mất hết màu ghi chưa? Đấy, thì mình phải sử dụng cả Ctrl L nữa thì nó mới tác dụng được tốt được. Và sau khi làm xong thì cái mắt con mèo tôi dùng lasso, tôi khoanh qua cái giá trị này một tí. Và riêng con mèo này tôi dùng Y, tôi chỉ vào đây tôi đổ màu Unbatch, đổ màu Ctrl D. Thì đúng rồi, các bạn có thấy là tôi đã có được một cái mặt nạ như này đúng không ạ? Còn những cái chấm chấm này bạn có thể gọi được không ạ? Lasso quét qua như nào đó, bạn đổ màu đen được không ạ? Xong thì lúc này chúng ta giữ phím Ctrl và tích thẳng vào lê thăm nồi, đã có một cái mặt nạ của đối tượng. Và lúc này tôi sẽ quay trở về với con mèo, nhìn con mèo chưa. Thì con mèo này muốn cắt nền thì chúng ta giữ phím gì ạ? Giữ phím An và tích thẳng vào đây đúng không ạ? À nhầm, vậy thì ngược lại, chúng ta tích vào đây thôi, thì các bạn có thấy nền ngoài sẽ biến mất nhà không ạ? Nền ngoài biến mất chưa? Nhưng các bạn nếu mà điều rằng sau khi biến mất này thì nó vẫn còn bị liềm xanh. Nếu đặt trên nền xanh bạn sẽ không bao giờ phát hiện được ra, nhưng đặt trên nền khác thì nó sẽ phát hiện được ra, nên tôi sẽ ấn vào Ctrl N. Tôi sẽ chọn một cái bầu trời, nhìn bầu trời chưa. Và tất nhiên cái chiêu thức này chúng ta cầm đối tượng đó ném xa hai con mèo đấy. Các bạn có đồng ý với tôi là những chỗ này là sẽ bị nổ không ạ? Nên người ta phải sử dụng thêm chiêu thức là người ấn vào Ctrl Z. Ctrl Z chia là hai phần, thì cái giá trị ở nơi dưới, các bạn nhìn nơi dưới nhá, nhìn nơi dưới nha, tôi tắt bỏ mắt trên nhá, tôi dùng nơi dưới. Thì cái nơi dưới để muốn sáng, làm sáng ảnh thì chắc chắn phải đọc hệ thống đen đúng không ạ? Bạn sổ xuống, bạn chọn cho tôi đó là cái này, thì các bạn có thấy là toàn bộ những cái màu nam nham biến mất không, đúng chưa? Sau khi làm xong bạn bật cái ảnh lên thì nó lại trở về ảnh ban đầu, bởi vì sao, nó lộ cái này đúng không ạ? Thì chúng ta mới chơi một trò là dùng phím B trong mặt nạ. Mặt nạ thì lúc này chúng ta muốn xóa đi thì chúng ta phải dùng màu gì? X, màu đen. Và cái này thì chúng ta sẽ dùng công cụ bút B. Và bút B chúng ta sẽ chọn vào Normal Opacity vừa phải, để làm sao cho các bạn thích quét bao nhiêu thì bạn nhìn tôi quét vào một lần. Các bạn nhìn cái bắt đầu tai mèo, nhìn tai mèo xuất hiện cho anh chưa? Xuống một tí nữa, kéo vào đây, các bạn có thấy là cái lông mèo chỗ này nó sẽ trắng muốt không ạ? Nhìn chưa, hết chỗ này này, nhìn này. Đấy, ok, kéo tiếp theo nữa, thế là phần này xong rồi, chỗ này đúng không ạ? Kéo đây, thấy chưa, trắng chưa,
Rồi ok. Đây đông bình bình đi, kéo đây. Các bạn thấy này chưa? Thì đây là cái cách thức mà người ta có thể là cắt được những cái nông đối tượng màu trắng này, người ta sẽ dùng phương pháp này. Nhìn đúng không? Nhìn phương pháp này chưa? Vậy thì người ta cũng có một cái cách giống như là vừa rồi anh có chia sẻ là lập trong lưới và cho đối tượng chui vào đúng không ạ? Ok, ăn căn xét này. Đây. Đối tượng trên tôi giữ nguyên nhá, được chưa? Đối tượng trên tôi giữ nguyên thì những cái mép này giá trị các bạn sẽ thấy là nó vẫn còn nguyên đúng không? Nhìn này. Như này đúng không? Rồi ok, ăn căn xét lại cho cái tay nó chuẩn đi. Rồi, tập như này đúng không? Tôi phóng to một chút xíu để cho các bạn dễ nhìn hơn, tôi kéo này. Căn xét giữ phim an cách kéo này đây. Thì các bạn nhìn chỗ này đậm chưa? Tôi sẽ lập cho một nơi mới. Và cái nơi này tôi sẽ dùng ăn căn g. Với ăn căn g tôi dùng phím y ngắn, tôi chọn vào giá trị của đối tượng mắt. Nhìn tai mèo chưa? Và dùng bút B, chúng ta tô đi. Nhìn này chưa? Và tô đâu thì sẽ làm sao? Còn nếu mà em chọn màu trắng thì nó sẽ là màu trắng. Các bạn thấy chưa? Và tốn đâu thì các bạn có thấy đến ngoài chúng ta có thể xuất hiện được cả lông con mèo không ạ? Còn nếu mà muốn giống cái lông mèo này, dùng phím y ngắn chỉ vào đây, tại vì cái màu này không phải là màu trắng đâu nhá. Nhìn chưa? Và bạn dùng bút B bạn tô nhảy thì bạn sẽ thấy là không bao giờ phát hiện được, bởi vì đây là thật. Nhìn chưa? Ok, tôi lấy đúng màu của lông mèo mà. À, tôi kéo đây một tí, các bạn nhìn thấy chỗ Việt chỗ này nhá. Ok, kéo này thì hết. Cũng tương tự như vậy. Vậy thì khi mà cắt người hay là cắt gì đó mà bạn bị như trường hợp này thì bạn phải dùng chiêu này của tôi. Đó là có hai cách nhá. Cách là dùng multi, hai là bạn sẽ dùng một đối tượng nơi mới và chui vào và chúng ta chọn đúng cái màu sắc của đối tượng. Chúng ta chỉ tôi nhỉ. Thì các bạn có thấy rằng là tôi đã cắt được cái con mèo một cách rất dễ dàng và đồng nếp của nó sẽ rất là rõ không ạ? Hiểu cách này chưa? Ok, chúng ta sẽ chuyển sang một loại cắt tiếp theo. Các bạn ghi đi. Ăn chưa nào? Lúc này chúng ta sẽ chọn đến phần đầu nhẹ Photoshop. Chúng ta chọn vào phần thư viện ảnh và chúng ta chọn vào phần G. Ở trong phần gương thì các bạn sẽ thấy rằng là tôi sẽ có một cái cô gái, tôi sẽ kiếm cô gái tóc xoăn xoăn rồi nhỉ. Đây, đây là một loại tóc mà nó không phải được ở trên nền. Các bạn nhớ là nó không được trên nền cái nền trắng. Thì để muốn xóa được cái cô gái này thì người ta có những cái giải pháp như sau. Các bạn nhìn này, giống như tôi đã nói cho bạn là tôi chọn vào channel đúng không ạ? Nhìn channel chưa? Thì cái giá trị đầu tiên là blue là đen nhất. Các bạn nhìn blue đen nhất chưa? Tất nhiên để muốn cắt cô gái này thì bạn đầu tiên là bạn phải dùng pen là cắt nha, cắt tay cắt tiếp đến phần mặt là cắt một miếng, nhìn không? Sau đó bạn sẽ cắt riêng cái phần tóc này riêng là một miếng. Vậy thì sau khi cắt xong thì bạn ghép cả hai này thì thành cô gái, chứ không phải là táng cả mặt đâu nhá. Hiểu chưa? Tôi chỉ xử lý phần tóc riêng thôi. Thì tôi sẽ cầm đối tượng nó kéo xuống đây một tí thì các bạn sẽ thấy là tôi tạo ra cái blue thứ hai và bắt đầu tôi dùng Ctrl L. Ctrl L thì các bạn sẽ thấy là tôi kéo đậm, nhìn kéo đậm. Và tôi đồng thời tôi đẩy cái này giá trị lên thì nó sẽ tạo ra đối tượng phản. Thế là đã có màu đen rồi đúng không ạ? Và cũng tương tự như vậy thì ví dụ chúng ta chọn bút đen thì chúng ta sẽ tô màu những cái chỗ này đen này cho nó hết đi. Đấy, nếu mà mất công thì chúng ta ngồi tô thật kỹ. Đâu. Đấy nhá, tất nhiên là tóc nó sẽ không chuẩn. Tôi sẽ xử lý cái phần tóc cho các bạn xem này. Ok, đoạn này tôi sẽ lấy hết. Nhìn chưa? Tô làm sao cho đen xì thôi. Thì các bạn nhìn này, ở đây bên ngoài các bạn có thấy nó màu trắng chưa? Thì bạn hãy chọn cho tôi một cái màu trắng nhá, màu trắng và bạn dùng cái overlay. Overlay là làm mất ghi mà, nên bạn sẽ phóng to bạn tô này cho tôi. Nhìn chưa, tô này rất là nhanh thì nó sẽ mất màu gì. Các bạn có thấy nó màu ghi mất không? Bởi vì làm sáng quá này. Đấy, cái nền đã rất là rõ ràng rồi. Ở lúc này chúng ta chọn vào đây thì các bạn nhìn đây là có từng sợi. Thì nếu mà bạn dùng cái cường độ 100% bạn tích vào đây một cái thì chắc chắn nó sẽ bị làm sao? Nó mất đúng không ạ? Vậy thì lúc này tôi được quyền làm sao tôi giảm opacity đi, tôi sẽ một chút xíu thôi. Nhìn chưa? Để nó mất cái phần màu ghi của nó đi, lọc ghi. Overlay là giá trị lọc ghi. Nhìn chưa? Rồi, ok, tôi sẽ chọn đây. Tất nhiên phần mặt thì tôi nói nha, nhìn chưa?
Rồi, sau khi làm xong chúng ta ấn vào Ctrl Y ngắn. Ctrl Y ngắn để làm gì? Để chúng ta có thể chứng kiến thêm một lần nữa, đó là chọn vào cái này. Nhìn nhá, Ctrl Y ngắn để chúng ta đảo ngược giữa nét đen thành trắng, trắng thành đen, thì chỗ này nó bị này, xử lý này. Thì các bạn nhìn này, tôi sẽ ấn vào đây, màu trắng không được. Vậy thì tôi ấn vào X, tôi chọn vào Multi. Thử chọn Multi xem nhá. Bạn thích vào đây một cái. Bạn có thấy là lúc này chúng ta sẽ sâu cái độ này như một độ ạ. Nhìn chưa? Ok, tôi sẽ tích thêm. Đoạn này, cái này các bạn phải xử lý cực kỳ là khéo, không phải là cứ một phát ăn ngay nhá nhá. Xử lý cái này nó khó hơn là nó bắt đầu nó nhiều công đoạn hơn là dùng overlay, dùng đảo ngược hay không. Multi không, đấy thì bạn phải chọn cho tôi những này. Chỗ này anh không tính, được chưa? Đấy chỗ này, ok, phóng to thì ạ. Thì tôi kéo qua đêm tí, các bạn chỗ này tích vào đây. Nhìn chỗ này sợ sâu hơn, tích vào đêm tí sâu hơn, bởi vì nó lấy những cái sợi bên trong. Nhưng tích nhiều quá thì lại bị mất sợi. Nên là tùy nhá. Nào. Sau khi đã làm xong tổng thể này, tôi đã ấn vào Ctrl Y ngắn thì lúc tôi đã có được cái này. Chỗ này nhìn đi ạ. Thì lúc này bạn chọn vào biểu tượng, tôi sẽ multi, tôi sẽ tô nhảy. Nào. Lúc này các bạn có thể giữ phím Ctrl và tích thẳng vào layer cho anh thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái layer. Ok, và lúc này thì giữ phím an, chúng ta tích vào điểm điểm. Thì các bạn sẽ thấy là tôi sẽ cũng tách thì được như bình thường, đúng không? Nhưng để muốn giữ được ông này, những cái sợi màu tóc này như này, thì người ta hay dùng một chiêu thức như sau, đó là làm trên một layer mới và dùng an can g. Còn nhớ cái này không? Thì chiêu thức này tại vì nó là màu tóc mà, tôi dùng phím y, tôi chỉ vào cái màu tóc này. Tôi dùng b và dùng multi nhé em nhé, multi b, chúng ta chuyển việc làm sao tô màu nữa là chúng ta sẽ lấy được sợi nhá. Chúng ta sẽ lấy được kỹ phần sợi hơn nếu em đặt trên nền khác này. Nhìn chưa? Đấy, thì đây là một trong những cái cách người ta lấy được cái tóc của các bạn. Nhưng còn một loại nữa là chúng ta sẽ tách tóc bằng công cụ e. Các bạn ghi đi, tách tóc bằng công cụ e. Cái công cụ E này nó rất là hay ở chỗ như sau, đó là E số 1. Các bạn nhớ nhá, E này. Nhìn chưa? Thì có chia ba loại E, E số 1 là E tẩy tự do. Em có thể tẩy đến đâu thì nó sẽ làm sao? Nó thủng đến đấy. Đây. Đây. Các bạn nhìn đây, tẩy đến đâu thủng đấy không? Và cái loại này thì người ta có thể cho bút chạy theo đường dẫn được. Ví dụ, tôi vẽ một cái biểu tượng hình. Nhìn không? Tuấn là An Canji. Canji lên thì các bạn có thấy là cái chân dung mặt của tôi copy như này không? Sau khi làm xong, tôi sẽ dùng cái đối tượng ảnh này phía trên, là tôi dùng cái Single thì tự khắc nó sẽ làm sáng ảnh. Các bạn nhìn sáng ảnh chưa? Thì với thao tác này, người ta chỉ cần dùng cái công cụ Pen, người ta tích vào đây một điểm. Các bạn nhớ nhé, tôi sẽ chọn là Pen. Tôi tích vào đây một điểm. Tôi giữ Shift, tôi tích vào đây một điểm. Tôi giữ Shift, tôi tích vào đây một điểm. Tôi giữ Shift, tôi tích vào đây một điểm. Và tôi giữ Shift, tôi tích vào đây một điểm. Thì các bạn có nhìn thấy cái này chưa? Thì chỉ cần dùng công cụ E. Công cụ E của chúng ta nó sẽ được như này. Và công cụ E nó có thể cho cái công cụ E chạy theo đường dẫn được. Nhìn nhá. Chúng ta sẽ chọn vào E, Shift Enter thì nó sẽ xóa. Các bạn nhìn xóa này nhỉ. Xóa 100% nhưng xóa theo đường dẫn, đúng không ạ? Thì nó cũng giống như cho bút chạy theo đường dẫn thôi, nhưng cái này lại xóa đi. Thì bạn chỉ cần chọn thao tác là F5 cho tôi, nhớ lại một chút xíu và giãn cách khoảng cách ra một tí. Như này đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta chỉ cần ấn vào E, chúng ta Shift Enter thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ xóa luôn ngay. Và chúng ta ấn vào Ctrl Enter thì nó sẽ được cái biểu tượng là chúng ta xóa được cái hình. Thấy chưa? Công cụ E nó có tính năng xóa trực tiếp, còn cái công cụ bút là vẽ ra, nhưng mà nó vẫn là bút chạy theo đường dẫn nhá. Thì cái công cụ E đầu tiên là các bạn có thể áp dụng được như vậy. Còn riêng loại E thứ hai, E thứ ba là E được tẩy theo vùng màu. Các bạn ghi đi, E tẩy theo vùng màu. Cái này chỉ được áp dụng trên những sản phẩm có nền và hình tách biệt, và nó càng mạnh ở chỗ là cái background nó chỉ là một màu thôi thì càng tốt. Nhìn nhá. Các bạn có thấy là cái này là chỉ một màu không ạ? Chúng ta chỉ cần dùng cái công cụ E cuối cùng thôi. Nhìn nhá. Chúng ta tích vào đây. Bạn nhìn nhá. Nó sẽ rất là nhanh. Mình không cần phải dùng pha hoa, bình thường chúng ta phải dùng pha hoa để ấn vào đen đen đúng không? Bây giờ không, chọn vào E. Vậy thì mỗi một trường hợp trong Photoshop thì bạn phải lựa chọn cho nó là dùng cái gì cho nhanh nhất, chứ không phải là cái gì mình cũng dùng. Không phải mình học qua cái này mình cái gì mình bắt buộc mình phải làm. Cũng giống như cái câu chuyện là chúng ta học tách tóc rồi, nhưng mà không phải cái nào chúng ta cũng ngu gì mà đi tách tóc khi làm thiết kế. Bởi vì nếu làm như thế thì em sẽ rất mất thời gian. Trong khi đó tôi có thể làm ảnh chì mà nền được không ạ? Chảnh chu vào khung được không ạ?
Nhưng cái vấn đề đẹp hay xấu thì chưa chắc ai đã là. Trừ trường hợp em làm tách tóc với giá trị là làm về salon tóc thôi nhá, làm về salon tóc thì em đi làm với nó. Nhìn này không? À, nó cắt rất là dễ. Và tiếp theo tôi sẽ chọn cho bạn cái e số 3. Tôi sẽ ấn F12 cho các bạn. E số 2 nhé, thì E số 2 này ở đây tôi sẽ dùng nhiều nhất, đó là thuộc tính cuối cùng. Các bạn nhìn thuộc tính cùng chưa? Đây là một trong những thuộc tính người ta chọn điểm chặn. Có nghĩa là cái điểm này tôi sẽ lấy màu của tóc. Nhìn đó. Và cái màu dưới tôi sẽ lấy màu nền của tóc. Có nghĩa là nếu tôi dùng công cụ E này với cường độ nhẹ và tôi tẩy đồ án đầu thì cái màu nền nó tự biến mất. Các bạn nhìn nhá. À vậy lúc này tôi sẽ chơi trò như này đúng không ạ? Nhìn chưa? Vậy cáp được nó hơi cao này. Tôi sẽ sổ xuống, tôi sẽ kéo làm chút xíu. Tôi lấy màu tóc nó chỉ ở tầm này thôi. Và tôi tẩy này. Các bạn có thấy là tôi tẩy thẳng vào nhưng mà nó có nó sẽ bị mất chưa? Nó sẽ lọc và lấy được sợi cho này. Nào các bạn nhìn này chưa? Ok. Tất nhiên vai thì là cái giá trị khác nhá. Nhìn chưa? Sau bên này chúng ta sẽ làm sao? Đi qua một lần. Đấy các bạn nhìn nhá. Sợi tóc tôi vẫn tách được như bình thường. Đấy. Tẩy đâu mất đến đấy mà. Nhìn chưa? Đấy thì với cái cách như này thì anh cũng có thể tách được. Nhưng mà thậm chí cái này còn có thể tách được van như bình thường. Bởi vì van nó còn có nhiều sắc độ khác nhau. Thì tôi chọn nền chỗ này nó đậm hơn này chỗ này kia. Thì với cái cách này thì người ta cũng có thể tách được tóc như bình thường. Các bạn nhìn này chưa? Thì đây đều là tách tóc dưới dạng đó là dùng công cụ E. Và công cụ E thì nó cũng đem lại hiệu quả rất là tốt cho các bạn. Nhìn này với những cái thằng này như thế này. Nhạ thử xem, chúng ta chọn công cụ Y chỉ vào màu trên, Y chỉ vào màu dưới, sau đó dùng công cụ E. Nhìn nhá, thì E này tôi sẽ đẩy cao lên một tí và tôi tẩy này cho nó to nó đẹp. Nhìn nhá, hai cái màu này nó hơi trùng nhau. Nhìn nhá, áp được này. Đấy, em nhìn nhá, đi qua. Đấy, em thấy là anh vẫn tẩy vào thẳng vào cái tóc này nhưng mà nó chỉ mất cái phần bề ngoài thôi, bởi vì nó sẽ lấy được cái màu chặn của chúng ta. Ok, sau khi đã có màu chặn chỗ này rồi tôi sẽ đi sang bên này luôn. Còn tí nữa sau khi rỗng rồi tôi dùng lasso tôi tẩy cho nhanh đúng không ạ? Ok, kéo nhỉ. Nhìn này chưa các bạn? Rồi. Sau khi làm xong thì có phải dùng lasso quét qua nhảy không ạ? Đúng chưa em? Và chúng ta dùng Ctrl Shift Y và xóa đi. Đúng chưa? Còn một chút xíu này chúng ta có thể tẩy nốt bằng những cái công cụ E tiếp theo nữa. Chúng ta tẩy tiếp. À, tăng một độ đậm lên. Chính là chọn rồi, chính là cái màu này. Nhìn nhá, lại E tẩy tiếp cho này. Nhìn nhá, vậy thì cái màu này lại phải lấy đậm hơn nữa. Vậy thì cường độ áp lực tôi sẽ thấp xuống tí nữa được không? Nhìn chỗ này chưa? Ok, vậy cứ như thế này thì chúng ta sẽ làm sao? À, vậy chỗ màu chỗ này chúng ta phải chọn lại. Các bạn nhớ nhé, nhìn này, tẩy chỗ này được rồi này. Sau đến chỗ này chúng ta lại chọn Y màu đậm. Chỉ vào đây. Ok, nhìn chưa? Và cái màu chỗ này Y chỉ vào đây. Chọn từng đoạn một nhá, không phải là cứ một phát ngay đâu. Vậy thì cái áp lực tôi có thể đẩy xuống một tẹo nữa được không ạ? Áp lực càng thấp dọc. Đấy, ok, đẩy được cái này rồi. Đấy, chỗ này cũng tương tự như vậy, xóa đi. Đấy đi. Với cách như vừa rồi anh có chia sẻ cho các bạn biết là về cái cách gọi là người ta lọc hình có thể bằng công cụ E với nhà. Thì hôm nay anh có chia sẻ cho các bạn về cái cách thứ nhất là các bạn tách tóc qua cái giá trị channel, tách tóc qua giá trị về E. Thì các bạn sẽ ngồi và tách tóc giúp tôi và làm về quảng cáo tóc nhá. Kết thúc một cái bài này thì chúng ta sẽ quảng cáo tóc. Buổi sau thì anh sẽ dạy cho bạn về cái cách là biến một cái ảnh đen trắng trở thành ảnh màu. Ok, bài này thực chất là anh đã làm rồi ở trên mạng rồi. Bài biến ảnh từ đen trắng trở thành màu nha. Và buổi sau anh sẽ thực hiện với trên cái cô gái này.